nào muốn bị là bị. Nhưng mà phải nói là cái chữ cái tuổi họ khác nhau, cái tuổi, khi mình nói tuổi nào cũng bị, khi mà biết yêu là bị rồi. Nhưng mà cái cách mà họ cư xử là giống nhau hết, từ cái tuổi nào họ cũng giống buồn bã, thích nghe nhạc buồn, hay là mỗi tuổi là mỗi cái lứa tuổi họ có cái cách buồn khác nhau. Thì có thể mỗi cái lứa tuổi họ có mấy cái cách để họ đáp ứng với cái thất tình nó khác nhau, nhưng mà nói chung về cái tâm trạng đó thì cái lứa tuổi nào cũng có cái tâm trạng cô đơn, cái tâm trạng giống như là bị bỏ rơi, cái tâm trạng lo âu, không có được tiếng Mỹ gọi là secure, không có được an toàn. Thì đó là cái tâm trạng chung. Thì mình cũng có một vài bác Việt Nam về Việt Nam lấy vợ là một cái rồi mới đầu lấy cô vợ trẻ thì bác cũng hãnh diện lắm, nhưng mà rất tiếc là qua đây thời gian cái cô vợ đó lại buồn vậy lại nhảy qua cái người khác trẻ hơn thì bác đó lại lâm vào cái tâm trạng thất tình, và vừa thất tình và vừa mất của nữa, tội nghiệp nha. Thì mà tại Chelsea biết á, giống như vừa rồi mình có nói là những người mà đi vào mà chừng kẻ tình trạng mà thất tình mà thông thường mà nghĩ đến từ vựng á, thì là con nít, là những teenage, hay là những người mà trẻ tuổi, giống như học college mà mấy năm đầu tiên, lúc đó họ chưa có đọc, họ chưa có chững chàng, họ chưa có biết suy nghĩ cho tương lai sau này, hay là lỡ như mang thai thì họ không có biết làm sao cư xử, thì họ đi từ từ. Còn mình nói người lớn tuổi thì mình lý sinh những người đó họ là cũng biết rồi, họ có gia đình, có những người họ có thể tự bản thân họ qua được, hay là tìm tới bác sĩ để mà nói. Còn những người mà mấy người trẻ đó, thì đối với người phụ huynh họ phải nên ăn ngủ như thế nào, giống như họ có nên nói ra không, hay là họ cứ giống cái bên mình chỉ support thôi để mà cho em đó qua được thời gian thất tình. Tại mình thực sự mình không biết là ngày nay teenager họ trưởng trạng, họ lớn một cách mà cái đầu óc họ suy nghĩ nó khác với mình nhiều lắm. Thì cái tốt nhất là mình nên gần gũi với con cái, thấy nó có cái gì đó bất bình thường. Thứ nhất là tiếng Mỹ gọi là isolation, nó không có còn sinh hoạt gia đình như trước nữa, nó hay chui vào phòng, nó cái gì nó cũng làm một mình, hoặc là nó thức khuya, nó ngủ không được, thì đó là những cái triệu chứng dấu hiệu mình phải cẩn thận. Rồi có biết như mấy anh mà còn trẻ trẻ như là teenage hay là high school rồi college students, khi mà lâm vào trường cả giống như cái tình trạng mà triệu chứng mà thất tình á, thì họ không bao giờ nói, là theo như Chelsea thấy đấy, lúc mà thời xưa đó thì họ không mới nhận là họ thất tình, sau đó họ quay qua họ cứ quen lại ai đó. Thì cái này là tự bản tánh hay là một cái tình trạng, một cái triệu chứng mà là tự giống như trả thù, nhưng mà trả thù người khác thì nó hơi tội cho người khác. Chelsea nói tiếng Anh nó gọi là cái defense mechanism, tại vì đa số mọi người ai cũng có tự ái hết. Có thể là mình hiểu mình bị thất tình nhưng mà mình không có chấp nhận cái điều đó, cho nên mình tìm những cái lý do bên ngoài. Ví dụ như là Chelsea nói hồi nãy đó, là ví dụ như cái người yêu mình bị bỏ bùa, hay là có một cái lý do gì đó người ta bỏ mình, không phải là tại vì cái bản thân mình có cái gì đó không tốt. Thì đó là những cái cách mà để họ tự nghĩ để bào chữa. Thì những này là những cái triệu chứng hay là những cái tình trạng mà yêu thật sự là lâm vào cái cảnh thất tình. Nhưng mà có triệu chứng bao giờ mà chưa có gặp nhau mà người đó tự giống như gặp trên mạng social media hay Facebook, rồi tự họ create ra, họ nói là là người đó là họ thích người đó rồi mà chưa có giờ gặp nữa, thì họ nói là họ thích người đó, rồi tự họ làm ra cái tình trạng mà bản thân họ thất tình. Thì yêu giả yêu thiệt á, yêu giả có thất tình được không, hay là phải yêu thật sự mới thất tình được? Chelsea nói là những cái trường hợp những cái người không có bình thường về tâm lý vậy đó. Cái người đó họ bị trầm cảm trước đó, họ không có tự tin, cho nên họ dùng vào cái mạng. Tại vì cái mạng đó thì mình có thể mình đứng ngoài sau cái computer, không ai thấy mình hết, rồi mình nhìn người ta, thì đó là nó tạo ra cái cảm giác như là an toàn cho những người đó. Và những người đó họ không có sống trong thật, tại vì lúc nào họ cũng sống trong cái ảo, cho nên càng sống trong cái ảo thì họ lại càng bị thất vọng nhiều, bị cô đơn nhiều. Tại vì Chelsea có thể là mình nhiều khi mình không có để ý, mình không có care nhiều. Có những người mà mình add trên Facebook á, mình cứ add thôi, tại mình cũng không care, mình không nói chuyện. Tại Chelsea được cái là không thích nói chuyện, là no luôn, là không cần trả lời, người ta nói quá trời cũng không cần nói chuyện luôn, không trả lời. Thì có những người họ nói là họ thích mình mà mới suy nghĩ là chưa giờ gặp mình, nhưng mà giống như tự họ xây ra cái đó thì chắc về chắc block luôn hơn mấy người đó. Thì đó đó là cái thế giới ảo, có nghĩa là họ cái vấn đề rất là
tự có họ thể gọi create là ra. tàn nhẫn trong vì Nha. cái hệ thống mạng đó, là tại vì con người sống trong cái ảo tưởng, họ nhìn thấy cái hình đẹp rồi họ yêu cái hình đó, họ Chưa có không biết mình biết cái là con ấy đó. người thật. Nhiều khi mình để thành giả, nhiều khi mình đâu phải là mình mà mình lấy cái hình người khác mình giả lên. Đúng rồi, cái trường hợp đó cũng có. Thì có những người họ nói vậy, nhưng mà tại vì Chelsea sợ một cái là khi mình block họ, mình đã kích họ một cách mà mình không biết là mình làm cho họ tức giận lên, thì họ sẽ bắt đầu họ create account khác, họ sẽ add mình nữa, họ sẽ phiền mình hơn. Chẳng hạn mình giữ im lặng để mà họ im luôn, họ không nói gì, họ thích nói gì họ nói, nhưng mà phải cái cách mình nên block họ hay là mình cứ để im. Nhưng những cái người mà giống như bây giờ, lỡ như không phải như Chelsea, làm như là những cô gái trẻ hay là ai đó, hay những chàng trai trẻ luôn, có bị những người khác là create fake account để mà giống như là make account giả để hình khác lên mà dí theo mình, để mà giống như là muốn, tại vì khi họ sợ bị cái chữ mà bị reject á, là giống như bị từ chối, thì họ muốn một cái mà cái sự chấp nhận. Thì mình phải nên làm gì đối với những người đó? Mình cứ để im, mình không nói gì hết, hay là mình bấm nút block? Thì cái đó là tùy Chelsea, nếu mà anh chàng đó cái đứng đi vào mạng để xem hình Chelsea thì cũng không có cái gì để nguy hiểm, nhưng mà có nhiều người họ cố cách tìm được cái Chelsea bên ngoài chẳng hạn rồi họ đi Cái đó theo, là thì những cái người đó thì là rất là nguy hiểm. đúng mà là mấy người đại tiểu bang khác hay là nước khác. Thì cũng như ba anh bác sĩ Dũng Thái nói đúng, là những người mà có thể họ tìm tới, mà cái này là tâm lý rất là nặng, khi mà họ đi tìm tới một người, họ yêu thầm người nào đó, họ đến cơ sở người đó chỗ làm, rồi bắt đầu họ cứ đi theo dõi hay rình. Thì Chelsea biết là xưa mà lúc mà làm, bây giờ vẫn làm trong mall, nhưng mà xưa có nghe chuyện á, là có những người họ đến tận nơi luôn, là họ đi ra parking lot á, họ chờ cái người đó đi ra về. Thì không có biết, là họ chỉ biết báo cảnh sát thôi. Thì nhưng mà cái đó là tâm bắt là mình là tâm bệnh luôn, hay là họ là bị tâm thần, hay là thất tình mà dẫn họ đến cái chữ tâm thần đó? Cái đó là cái người đó tâm thần sao Vậy không giả thất tình. là vậy là đó, vậy còn nặng hơn nữa hả? Thằng nặng hơn nữa. Vậy mình có cách nào mà mình chỉ gọi được cảnh sát thôi, hay là cảnh sát đưa xe họ đến nhà thương điên Thì cái đó khi là tùy cái để cảnh sát quyết định, nhưng mà cái vấn đề đó cũng là cái vấn đề quan trọng nhất, là những cái người mà có tai tiếng như là tài tử chẳng hạn, thì có nhiều người nhìn cái hình thôi rồi yêu người tài tử đó, rồi họ đi theo dõi hoặc tất cả những cái chi tiết về đời sống người tài tử đó là họ lại biết hết. Thì chắc cũng mấy Chelsea cũng nghe là những người tài tử đó cũng bị theo, giống như cái giả theo vậy đó. Nhưng mà cái giả thì đỡ ha, còn những người mà bị tâm thần theo còn mệt hơn nữa. Vậy là quý vị nào mà đang theo dõi chương trình, chắc bây giờ là biết, bây giờ mình sợ mình đâu có biết ai đâu, chắc bây giờ mình cái những cái bí mật của mình, giống như chuyện tư của mình, chắc nên giấu bớt, sợ sau này gặp những người đó. Thì mình không có biết được, mình thật sự là mình không biết được. Với lại mỗi người họ có cái mục tiêu của họ, họ thích cái giống như hình dạng như thế nào, không ai biết được hết. Rồi có những người mình không phải nói là theo như bác sĩ Trung Thái đây, là mình là biết những người mà bị bệnh tâm thần hay là thất tình đó, đâu phải chỉ có đàn ông đâu, cũng có đàn bà luôn. Cũng có đàn bà đàn ông đều đủ hết, thành ra cái quan trọng nhất á, khi mà cái tình yêu nó có hai cái tình yêu, một cái tình yêu giả ảo, cái tình yêu giả với lại cái tình yêu chân thật. Cái tình yêu ảo đó là cái tình yêu theo cái ý muốn, theo cái mơ tưởng của mình, còn cái tình yêu chân thật là tình yêu do hai người trao đổi để hiểu biết lẫn nhau, thì cái tình yêu đó nó mới bền vững. Còn những cái tình yêu ảo đó, thì nhiều việc chi là cái cô gái đó nói à, tôi muốn có anh thi chassis đi, muốn cái người yêu lý tưởng như thế nào. Thì ai cô gái nào cũng có cái hình ảnh trong đầu mình hết, nhưng mà cái hình ảnh đó chưa chắc là khi mình gặp người đó là mình được hạnh phúc đâu. Thì cái gì cũng duyên phận duyên nợ hết á. Nhưng mà cũng đúng là thực sự là ảo, ngày nay ai cũng giống như là mình ai cũng muốn là có cái ý cái giống như bác sĩ Dũng Thái đó nói, là cái người mẫu hay cái mẫu tượng này đó mình thích. Nhưng mà giống như mà hồi nãy mà Chelsea hỏi là về, là khi mà mình nói những người thất tình mình đi đến con đường mà giống như theo dõi người khác, là cũng có phụ nữ luôn, thì cái người phụ nữ đó với một người mà giống như là bị thất tình người đàn ông, hai cái người đó họ sẽ làm cái cách khác nhau hay giống nhau khi mà họ đam mê một người nào đó, họ theo dõi rồi họ làm giống nhau, hay là đàn ông với đàn bà họ thất tình khác kiểu nhau, với lại cái cách mà họ cư xử, họ sẽ tìm đến giống như họ yêu quá, họ bất chấp tất cả, họ không cần biết là người kia có thích họ hay không nữa? Thì có những cái trường hợp là những cái người thất tình họ, thứ nhất là khi mà có mạng đó thì họ lên trên mạng, có thể là họ giấu tên hay là họ tạo cái danh mục khác để họ theo dõi người kia coi người kia như thế nào, có cặp người này người kia chưa, thì cái đó
là một cái cách để họ theo dõi hay là muốn nói kết lại mà họ nói kết không được, hay cái đứng ngoài xa bóng núp ngoài xa để theo dõi người kia. khó chứ cái người kia chắc khó sống lắm, tại đi đâu cũng có người khác theo dõi hết á. Yeah.